mọi người, chào mừng mọi người đã đến với chuyên mục 24 Carat Style Guide ngày hôm nay. Thì như mọi người cũng đã biết là đồng hồ Hublot, thực ra cái tên này ấy, thì mọi người cũng có thể đọc là Hublot, Hublot. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem là ở thế giới thì mọi người sẽ đọc chuẩn cái tên của thương hiệu này như thế nào. Hublot, Hublot. Thì chúng ta vẫn không thể quên được là ngày đầu tiên ra mắt công chúng những thiết kế của hãng đồng hồ này là vào những năm 1980. Và thương hiệu này thì cũng nhận được rất là nhiều những ý kiến trái chiều từ giới mộ điệu cũng như là người hâm mộ. Và tuy nhiên theo thời gian thì Hublot cũng đã khẳng định vị thế của mình trên toàn thế giới bằng những thiết kế đã đánh giá rất là cao và mang phong cách thanh lịch này, kiểu dáng thể thao và có sức hút rất lớn. Và thậm chí là những cái mẫu đồng hồ này thì được săn lùng rất là nhiều nơi trên toàn thế giới. Thì đồng hồ Hublot là một sự kết hợp rất là hoàn hảo giữa nền thủ công nghiệp chế tác đồng hồ của Thụy Sĩ và mang phong cách thời trang theo kiểu Italia. Và quay trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay, đó chính là phối đồ với đồng hồ Hublot chuẩn từng mm. Và video này thì cũng sẽ là những gợi ý mà 24 Carat dành cho các bạn về cách mặc trang phục sao cho hợp thời trang và quan trọng là phải phù hợp với cả chiếc đồng hồ Hublot mà bạn đang đeo. Và ở bất kỳ một độ tuổi nào thì chúng ta cũng có thể sở hữu một chiếc Hublot Classic Fusion. Và chiếc đồng hồ này thì cũng sẽ có 4 phiên bản, đó chính là 33, 38, 42 và 45mm. Đối với phiên bản 33 như thế này thì sẽ thiên về là dành cho các chị em có phong cách nữ tính. Còn với size 42mm thì sẽ dành cho nam và size 38 thì là một size nhỡ rất là phù hợp với nữ có xu hướng là thể thao, năng động và mạnh mẽ, hoặc là nam có cổ tay nhỏ. Và size 45 thì là một size khá là lớn và cũng không thông dụng tại Việt Nam. Trung bình thì cứ 20 chiếc đồng hồ chúng tôi bán ra thì mới có một chiếc là size 45 thôi. Và có thể đánh giá là thiết kế của đồng hồ Hublot Classic Fusion thì mang tính ứng dụng và rất là linh hoạt. Và khi mà chúng ta có thể dễ dàng phù hợp với hầu hết các phong cách như là từ năng động, khỏe khoắn cho tới là trang phục rất là trang trọng. Từ giới doanh nhân, thời trang, làm trong môi trường công ty này, hoặc là văn phòng này, với phong cách trang phục lịch sự, hay là một chàng trai cô gái 18, 20 tuổi đầy phong khoáng và trẻ trung thì đều có thể đeo một chiếc Hublot Classic Fusion. Và với phần mặt đồng hồ bằng kim loại thì chi tiết rất là đơn giản. Hublot Classic Fusion cũng là một sự lựa chọn rất là đáng chú ý với các tín đồ thời trang nữ. Hiện tại thì 24 Carat có các mẫu Hublot Classic Fusion để cho quý vị có thể lựa chọn được kỹ hơn cũng như là cho mọi người có nhiều sự lựa chọn cho mình hơn. Thì các bạn hãy vui lòng inbox vào page của 24 Carat, đường link ở bên dưới phần mô tả video, hoặc là liên hệ trực tiếp đến hotline của chúng tôi. Cá tính và khỏe khoắn hơn, đó chính là phiên bản có dáng vỏ Chanel dày đặc trưng và được lấy cảm hứng từ thương hiệu đồng hồ nổi danh Richard Mille mang tên Spirit of Big Bang, đã được ra mắt vào năm 2014. Spirit of Big Bang mang đến thêm những sự lựa chọn khác biệt cho các Hublotista với thiết kế và mang phong cách rất là mới lạ, thể hiện rõ những yếu tố đặc trưng của chiếc Big Bang là thiết kế đã làm nên tên tuổi của thương hiệu. Từ 6 chiếc ốc chữ H từ titanium trên phần bezel cho đến bộ vỏ sandwich 5 lớp mang đậm triết lý After Fusion đã kết hợp lại trong thiết kế này. Một chiếc đồng hồ Spirit of Big Bang như thế này lại có phần thiên vị cao hơn dành cho phái mạnh, với size tay của người Việt Nam và thiết kế mặt đồng hồ dày này có phần rất là mạnh mẽ và khỏe khoắn, thể thao nữa sẽ phù hợp hơn đối với cánh mày râu. Và có rất là nhiều sự lựa chọn để phối hợp với đồng hồ, ví dụ như là vòng Tết này, vòng da hoặc là vòng vàng đính kim cương cũng sẽ giúp tăng lên phần trẻ trung, sang trọng và cuốn hút hơn rất là nhiều. Vừa rồi là những gợi ý về cách lựa chọn hoặc là phối hợp với một chiếc đồng hồ Hublot sao cho phù hợp với trang phục của mình. Và mọi người nghĩ sao về những gợi ý từ 24 Carat? Và nếu có thêm bất kỳ một ý tưởng độc đáo nào khác thì hãy cùng bình luận ở phía dưới video này để chia sẻ với 24 Carat thêm nhé. Cảm ơn mọi người đã chú ý và theo dõi video ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại mọi người trong một video clip tiếp theo.